Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào tất cả các bạn, mình là Army Band, tụi mình có 6 thành viên. Mình là vocal chính trong nhóm, mình tên là Hoàng Nhi, mọi người thường gọi mình là An Nhi. Mình tên Huy và mình là ca dòng của Ben. Mình là Anh Chỉnh và mình là guitar bass của Ben. Mình là Bảo Ngọc, mình cũng là ca sĩ của Ben. Mình là Ngọc Luân, là guitarist của Ben. Và cuối cùng là mình tên là Thái Bình và là mình đảm nhiệm vai trò keyboard của Ben. Thì trước khi bước vào phần thi thì tụi mình cũng đang rất là hồi hộp, nhưng mà một phần nào đó là sự hào hứng. Và bây giờ tụi mình chỉ muốn là bước lên sân khấu để thể hiện phần dự thi của tụi mình thôi. Bài hát mà nhóm dự thi là bài hát All About Us. Bài này là bài đầu tiên mà Ami được hàng gắn với nhau, được làm việc chung với nhau, và quyết định là chọn bài này để làm bài thi của mình. Ami Band, thăng hoa cùng âm nhạc. I'm all about a bass, about a bass, no trouble. All about a bass, about a bass, bass, bass. I see the magazine looking for love. You know the stick and brew, come on and make me stuff. If you got beauty, beauty, just ray em up. Every inch of you is perfect, from the bottom to the top. My mama said something, I'm worried about your side. Mama, ooh, mama. Lại một ban nhạc nữa không vượt được tường, thưa quý vị, vui lòng bức tường hãy mở ra. Rõ ràng là không huấn luyện viên nào chọn họ, nhưng vẫn có những nụ cười nở trên môi. Hiện tại thì bây giờ em cũng đang rất là hào hứng để tiếp tục muốn diễn hết cái phần thi của mình nữa. Chưa có máu, chưa có đã. Nhưng các bạn chỉ có 2 phút thôi. Bức tường dù có đóng vào nhưng tôi tin rằng các bạn vẫn còn đang muốn diễn nữa, còn muốn hát nữa. Tôi muốn biết vì sao mọi người không chọn. Tôi nghĩ là cái thử thách 2 phút này là nó quá khó đối với các bạn. Tôi có cảm giác là tính band ở đây nó chưa có nhiều, mà mọi cái sự nổi bật á, nổi trội nó nằm ở 2 giọng nữ. Và tôi đặc biệt rất thích cái bạn ở bên phải của tôi. Các bạn đến với nhau như thế nào? Tụi em là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tại sao lại có cái tên Army là vì tụi em xuất phát từ ngôi trường của mình và muốn lấy cái ngôi trường của mình làm nền tảng cho nhóm nhạc của tụi em sau này. Các bạn cần phải cố gắng nhiều, đó là một thực tế. Và cái thực tế thứ hai là chọn thành viên để chơi. Thỉnh thoảng bên ngoài có những cái ban mà hay, đó là người ta đã phải chắc chiêu, người ta đã phải lựa chọn rất là kỹ. Điều này minh chứng cho một cái sự thật là không dễ có một ban nhạc hay, và các bạn hoàn toàn còn nhiều lựa chọn sắp tới để có thể làm cho cái ban của mình hay hơn. Và tôi chúc các bạn may mắn ở trong tương lai. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Vâng, Ami, các bạn đã bị loại.
sẽ có nhiều lý do để đưa các ban nhạc đến chương trình Ban Nhạc Việt. Và tôi tin rằng với một câu trả lời mà chương trình đã gửi lại cho AMI, các bạn sẽ tiếp tục củng cố lại đội hình và chơi nhạc nhiệt huyết hơn nữa, máu lửa hơn nữa để các bạn thành công trong tương lai. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần vượt tường của ban nhạc tiếp theo. Họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, chúng ta cùng đón xem. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.